tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc mới thật là vui vẻ và hạnh phúc, công việc thật là hiệu quả. Trước màn hình của quý vị và các bạn đang xem thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một sản phẩm rất là mới ở cái phân khúc sedan và là cái phân khúc hạng D, đó là chiếc Toyota Camry. Đây chính là chiếc xe Toyota Camry bản 2.4G. Chiếc xe được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam và được sản xuất năm 2011, đã đăng ký tên tư nhân và đã chạy được hơn 6 vạn km rồi. Chính xác chiếc xe này là 6 vạn 8 km rồi ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem chi tiết về chiếc xe Toyota Camry 2.4G 2011 mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Xin mời quý vị và các bạn tập trung xem trên màn ảnh của quý vị và các bạn để được xem chiếc xe Toyota Camry 2.4G 2011 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Kênh ô tô 360 của chúng tôi là kênh chuyên mua bán, trao đổi tất cả các xe ô tô cũ, các xe ô tô đã qua sử dụng. Quý vị và các bạn nếu muốn mua bán xe hoặc trao đổi xe thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi ở số hotline của chúng tôi để dưới màn hình của quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Đó là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp bất kỳ chiếc xe nào chúng tôi đang đăng lên kênh ô tô 360 này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi, địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe, những chiếc xe mà ô tô 360 chúng tôi đang bán tại cửa hàng ạ. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.4G. Chiếc xe này là số tự động và được trang bị là động cơ 2.4 cùng với option thì cũng là đầy đủ tất cả rồi. Ở cái phân khúc hạng D thì Toyota đã trang bị cho chiếc Camry này là tương đối đầy đủ option rồi. Ví dụ như là nội thất da cao cấp, ghế lái, ghế phụ, chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng, hộp số tự động, động cơ là động cơ xăng 2.4 lít ạ. La răng thì la răng đúc. Đây quý vị và các bạn có thể xem, đây chính là chiếc xe Toyota Camry. Ở cái phân khúc hạng D này thì Toyota cũng đã được trang bị cho chiếc Camry này tương đối đầy đủ option rồi. Và cái phiên bản Toyota Camry này là cái phiên bản 2.4G. 2.4G ngày xưa là Toyota cũng đã sản xuất ra hai phiên bản Camry lắp ráp tại Việt Nam mình, đó là 2.4G và là 3.5Q. 3.5Q thì động cơ lớn, tương đối tốn xăng cho nên là rất ít người sử dụng. Và cái phiên bản 2.4G này thì được sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam mình ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ option như là cảm biến sau, camera lùi, cảm biến trước. Đây là cảm biến trước của chiếc xe đây ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Camry này là tương đối option đầy đủ rồi, không thiếu một cái gì cả. Vì nó ở cái phân khúc hạng D. Ở Việt Nam mình là những chiếc xe phân khúc hạng D này cũng được xếp vào là hạng xe sang rồi ạ. Tôi sẽ quay và giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Đây là cái cặp đèn pha của xe. Đèn pha thì cũng đã được trang bị lên là đèn pha bi xenon. Đây là đèn pha bi xenon. Và cái điều quan trọng nữa là nó còn rất mới, là rất sáng, chưa có xước sát nước vỡ gì cả. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Dưới cặp đèn pha thì chiếc Toyota Camry này cũng đã được trang bị thêm một cái cặp đèn gầm. Cặp đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù đấy ạ. Rất là đẹp và tất cả còn nguyên bản, chưa có dấu hiệu của nứt vỡ hay đâm đụng va chạm gì cả đâu. Cho nên là cái đèn này nó còn rất là mới, rất là sáng, rất là đều và đẹp đấy ạ. Gương chiếu hậu thì cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương. Và chiếc xe này là gương gập điện rồi quý vị ạ. Ở cái phân khúc hạng D hoặc là C như chiếc Altis, đây là chiếc Camry, thì cũng đã đều được trang bị là gương gập điện và tích hợp xi nhan trên gương. Và cái động cơ của chiếc xe này là động cơ 2.4G và là động cơ VVTi nạp xả thông minh, tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Động cơ cũng đã được gắn lên trên cái phần tai này của xe. Và chiếc xe cũng đã được trang bị là bộ la răng là da răng đúc. Và cái dàn lốp đầu tiên của xe cũng đã được thay rồi. Đây là cái dàn lốp thứ hai. Và tất cả cái dàn lốp này cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này có thể nói là quý vị các bạn mua về cũng chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Lốp liếc còn rất là dày, tất cả đều rất là đẹp. Nước sơn thì rất là bóng bẩy đấy ạ. Toàn bộ về cái phần ngoại thất này đều đẹp hết tất cả đấy ạ. Đây là cái cặp đèn hậu của chiếc xe. Đèn hậu này, đèn phanh, đèn lùi, đèn xi nhan tích hợp trên cái cặp đèn hậu này ạ.
Và cái điều quan trọng là cái cặp đèn này chúng tôi quay là muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem mà nó còn rất đều và đẹp, chưa có nứt vỡ gì cả, chứng tỏ là chiếc xe chưa bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả đâu, tất cả là còn rất mới. Chúng tôi có thể cho quý vị và các bạn xem một cái góc nghiêng này để quý vị và các bạn thấy được cái nước sơn của nó còn rất là bóng, rất là căng, nền rất là đẹp. Điều này chứng tỏ là chiếc xe nó chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì cả, cho nên là nước sơn của nó mới còn được đẹp như vậy. Chứ nếu như bị đâm đụng hay va chạm gì cả thì dù có sơn đi thì cũng không thể, nền nó cũng không thể căng được như này ạ. Còn có thể nước sơn thì cũng có thể là sơn lại là nó bóng thôi, nhưng mà không còn căng, không còn đẹp được như chiếc Toyota Camry 2011 mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Nếu như quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Cụ thể là chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng. Chỉ 539 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng D này ạ. Là chiếc xe Toyota Camry 2.4G 2011 số tự động full option rồi ạ. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Bước vào khoang nội thất thì đầu tiên chúng ta phải đi xem qua cái cánh cửa bên lái của chiếc xe. Cánh cửa bên lái là chiếc cánh cửa mà chúng ta có thể nói là sử dụng nhiều nhất trong 4 cánh cửa của xe. Cửa bên lái là cánh cửa sử dụng nhiều nhất. Thì đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Tất cả keo chỉ nó còn nguyên, tất cả keo chỉ gioăng còn nguyên bản, và cái đáp bi cửa thì còn rất là mới. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, sạch đánh bóng ra sạch sẽ tất cả ngoại thất, nội thất, cho nên là nó còn đẹp ạ. Gương thì tích hợp là gương chiếu hậu gập đây ạ, chỉnh điện và gập điện đây ạ. Nội thất thì được kết hợp với trang trí. Đây là cái phần cảm biến lùi của chiếc xe, cảm biến chúng ta có thể tắt bật đây ạ. Nội thất cũng đã được kết hợp với phần ốp vô gỗ cho nên là rất là đẹp ạ. Vô lăng thì còn rất là mới đẹp đấy. Vô lăng còn nguyên bản quý vị các bạn nhé, chưa có làm lại gì đâu mà nó đẹp như thế này rồi. Chiếc xe này nội thất phần gầu hầu như ở cái phân khúc hạng D thì những chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ gìn, vì nó cũng tương đối là sang, cho nên là chiếc xe chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận, cho nên nội thất nó mới còn được mới và đẹp thế này ạ. Da cũng đã được trang bị lên là da màu kem, và là nội thất da rất cao cấp đấy. Ghế chỉnh điện đấy ạ. Đây là chiếc ghế lái chỉnh điện. Ghế lái và ghế phụ đều được trang bị là ghế chỉnh điện, ghế điện đấy ạ. Chỉnh điện là 12 hướng và nội thất của nó thì rất là đẹp. Màu kem rất là sang trọng, rất là sáng, rất là sạch sẽ và rất là đẹp ạ. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất. Đây, tôi sẽ quay sát cho quý vị các bạn cùng xem. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, và năm sản xuất của nó là 2011 đấy ạ. Quý vị các bạn có nhìn thấy không đấy ạ? Chiếc xe được sản xuất năm 2011, lắp ráp tại công ty ô tô Toyota Việt Nam. Đấy, đây chính là chiếc xe được lắp ráp tại Việt Nam và chiếc xe được sản xuất năm 2011. Option thì tương đối đầy đủ và nội thất thì còn rất là đẹp ạ. Tất cả các ốc cánh cửa, ốc bản lề còn nguyên bản hết, chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả nó còn rất là đẹp ạ. Tiếp đến thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn đi xem về cái cánh cửa phía sau bên lái. Đây là cái tắp bi cửa. Tôi vẫn quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần gioăng, phần keo chỉ. Chúng ta quan tâm về cái phần đầu tiên để xem là chiếc xe nó có bị đâm đụng hay là va chạm gì không. Nếu như keo chỉ còn nguyên bản, gioăng còn nguyên bản thì là chiếc xe này nó sẽ còn nguyên bản thôi. Và cái nội thất thì quý vị các bạn xem qua thì quý vị các bạn cũng đã biết đấy, màu kem và rất là sạch sẽ. Cái màu này rất là bẩn nha, nếu như cái màu đen thì nó không lộ bẩn lên đây, nhưng cái màu kem rất là lộ, nếu như để không giữ gìn mà nó xấu thì nó rất là lộ. Nhưng chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận, cho nên là nó còn mới và nó sạch sẽ như thế này đấy. Chúng tôi về cũng đã dọn dẹp qua lên cho nên nó đẹp thế này. Chứ còn nếu như sử dụng mà không giữ gìn, nó để nó xước xát thì có dọn hay đánh kiểu gì nó cũng không được đẹp như này đâu. Và nếu như làm lại mà làm lại thì nó lại mới quá, mà chúng ta làm lại thì quý vị các bạn xem cũng biết ngay, nếu như sử dụng mà không giữ gìn thì bắt buộc phải làm lại. Xe cũng đã được trang bị là cửa gió cho phần hàng ghế phía sau, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau ạ, cho nên là người ngồi ở phía sau này cũng rất là mát, chứ không như những cái xe, dòng xe khác, một số dòng xe là không được trang bị cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Và đây là cái phần khoang cốp hay còn gọi là khoang chứa đồ đấy ạ. Tương đối là rộng vì chiếc xe này ở cái phân khúc sedan và là cái phân khúc hạng D, cho nên là nó dài nhất trong các loại xe sedan. Ở cái phân khúc hạng D này thì cái cốp của nó rất là rộng vì nó dài hơn cả những con Altis hoặc Vios. Cho nên là khoang chứa đồ của nó rất là rộng. Đây là tôi lại quay cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần
keo chỉ của cái cốp này. Nếu như keo chỉ này nó còn nguyên bản thì là điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay va chạm từ phía sau. Tất cả nó còn nguyên bản như thế này thì là chiếc xe này còn nguyên bản rồi. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không tai nạn. Tất cả là còn nguyên bản, không ngập nước. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Chủ xe đi thì rất giữ gìn, cẩn thận. Đây, chủ xe đi rất giữ gìn và đã lắp thêm một cái lót cốp bằng nhựa này để nếu để đồ thì là nó sẽ không bị xước sát cho cái tấm thảm phía dưới. Và cái phần nỉ này, quý vị các bạn cùng xem đây. Từ những cái ốc, đây là cái ốc chân, ốc nắp cốp còn nguyên bản hết đấy ạ. Và phần nỉ thì rất là sạch sẽ. Tôi sẽ lật cái nhựa này lên để cho quý vị và các bạn cùng xem mà cái phần thảm ở bên dưới nó còn sạch sẽ và đẹp đẽ như thế nào ạ. Nó còn rất mới, phải nói là chủ xe đi cực kỳ giữ gìn thì là nó mới còn được mới và đẹp như thế này ạ. Nếu như chủ xe mà không giữ gìn đi mà phá hoặc là không giữ gìn gì thì là nó sẽ cũ lắm rồi. Nhưng mà chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận cho nên là nó còn rất mới. Cốp xe thì rất là rộng, để được rất nhiều đồ. Và sau đây thì là tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem là cánh cửa phía sau bên phụ. Đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ đây, cũng như cánh cửa trước thôi. Tôi sẽ quay chi tiết xem cái phần keo chỉ này, gioăng keo chỉ, tất cả gioăng và keo chỉ này còn nguyên. Và bậc cửa thì chủ xe cũng đã rất là cẩn thận, đã bọc được một cái phần ni lông để tránh xước cái bậc cửa. Điều này thì cho ta thấy là chủ xe đi cũng rất là cẩn thận đấy, rất là giữ gìn chiếc xe này. Chủ xe nói là chúng tôi mãi mới mua được chiếc xe Camry này. Ngày xưa là năm 2011 thì mua được chiếc xe này nó là rất là nhiều tiền, hơn 1 tỷ đồng cơ. Cho nên là chúng tôi yêu xe như con, quý xăng như máu. Cho nên chiếc xe nó mới được đẹp như này. Lúc nào đi về đến nhà là phủ bạt cất vào trong gara, chứ không có để ngoài trời, không để bẩn bao giờ cả. Cho nên tất cả nó mới được đẹp như này. Đẹp từ cái vỏ cho đến cái nội thất, tức là đẹp từ trong ra ngoài. Tất cả này còn rất là mới, chủ xe rất là cẩn thận. Cho nên là quý vị nào mà muốn mua chiếc xe này về sử dụng thì quý vị các bạn cứ yên tâm thôi ạ. Chỉ việc xuống tiền là lấy chiếc xe này về thôi, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Chỉ bàn về cái phần giá thôi. Và quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry 2.4G 2011 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry 2.4G 2011 này ạ. Tất cả là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nó còn nguyên bản và nó còn rất là đẹp ạ. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất, tất cả còn rất là mới. Quý vị và các bạn đang xem, quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đây là chiếc ghế bên phụ, ghế trước bên phụ cũng được trang bị là chiếc ghế điện rồi ạ. Dùng điện rồi cho nên là rất là tiện. Quý vị và các bạn không phải cho tay xuống để kéo ghế lên ạ. Hàng ghế đằng trước này đều là ghế chỉnh điện rồi. Tất cả ở cái phân khúc hạng D cũng được coi là cái hạng xe sang ở Việt Nam, cho nên là option là tương đối là nhiều rồi. Quý vị và các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này. Chất lượng cũng như là option sử dụng không hết được các tính năng của chiếc xe này đâu. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem chi tiết về cái phần táp lô của chiếc xe này, để quý vị và các bạn thấy được chiếc xe sang nó còn đẹp được như thế nào. Nội thất cũng đã được kết hợp với vân gỗ rất là đẹp. Đây là chiếc đồng hồ của chiếc xe. Ở cái phiên bản 2011 này thì cũng đã được trang bị cái đồng hồ là đồng hồ điện tử cho nên là rất là đẹp ạ. Và vô lăng thì cũng đã được tích hợp các phím điều khiển. Vô lăng là vô lăng bọc da xịn. Vô lăng bọc da xịn và được tích hợp cái phím điều khiển. Và cái điều quan trọng là quý vị các bạn xem cái vô lăng này nó chạy nhiều hay ít thì xem ở cái vô lăng này cũng có thể biết đấy. Nếu như chạy nhiều thì cái vô lăng này nó sẽ bóng hết cả đi rồi. Nhưng ở đây là chiếc xe này vô lăng nguyên bản và nó còn rất là đẹp. Nếu như những chiếc xe mà đã làm lại vô lăng rồi thì chứng tỏ là chiếc xe chạy quá nhiều mới phải làm lại chiếc vô lăng. Còn vô lăng này của nó nguyên bản, vô lăng này, táp bi cửa còn rất là mới, rất là sáng, rất là sạch sẽ và được kết hợp với họa tiết vân gỗ rất là sang trọng và sạch sẽ. Nâng tầm lên cho chiếc xe Camry 2.4G này lên một cái nấc mới vì nó ở cái phân khúc hạng D. Và xe cũng đã được trang bị giải hệ thống giải trí là đầu CD và điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây là cái phần cần số của chiếc xe còn rất là mới. Điều hòa thì tự động hai vùng độc lập đây ạ. Đầu CD. Đầu CD này là cũng được trang bị là hệ thống đầu CD giải trí là hệ thống đầu CD 6 đĩa rồi ạ. Rất là hiện đại.
tab bi cửa thì rất là mới. Đây tôi sẽ quay chi tiết lại cho quý vị các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn có thể xem tự đánh giá được cái chất lượng chiếc xe này còn như thế nào. Vì nếu như quý vị và các bạn, rất nhiều khách hàng của chúng tôi ở xa chưa có thể đến xem trực tiếp được, quý vị và các bạn có thể ngồi xem TV, xem YouTube trên điện thoại cũng có thể biết được cái chất lượng, tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe Toyota Camry 2.4G 2011 này nó như thế nào. Rồi sau đó thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Đây là cái phần trần của chiếc xe. Trần thì chủ xe cũng giữ gìn rất là sạch sẽ cho nên nó còn rất là đẹp đấy. Tôi quay sát cho quý vị và các bạn xem về cái phần trần. Trần tất cả này còn rất là đẹp. Phải nói là chủ xe đi cực kỳ giữ gìn thì là cái xe nó mới được đẹp như này. Đẹp tất cả từ trần cho đến nội ngoại thất đều đẹp hết. Nói chung là chiếc xe này còn rất là đẹp và rất là đều xe. Có thể nói là nhiều xe Toyota Camry đời 2014-2015 chưa chắc cũng đã giữ được cái nội thất nó còn được đẹp như chiếc xe 2011 này ạ. Vì cái xe cũ thì nó chất lượng của nó tùy lắm, tùy thuộc vào chủ xe đi có giữ gìn hay không. Nhưng chiếc xe này thì chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận cho nên là nội thất của nó rất là đẹp. Kể cả là cái phần nhựa ở phần phía sau này, tôi quay sát cho quý vị và bạn cùng xem đấy. Và cái điều quan trọng nữa thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem là cái phần trái tim của chiếc xe. Trái tim của chiếc xe thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Camry này là một động cơ VVT-i 16 van và là động cơ 2.4 lít. Động cơ xăng 2.4 lít kèm theo hộp số tự động 6 cấp. Và quan trọng nữa là tôi lại quay giới thiệu cho quý vị và bạn xem về cái phần ốc cabo. Để xem là xe có bị đâm đụng hay va chạm hay không thì chúng tôi sẽ mời quý vị và bạn xem cái ốc cabo này này. Tất cả nó còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo này. Tất cả về keo chỉ cabo này. Toàn bộ keo chỉ ở trên cái nắp cabo này nó còn nguyên bản, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả nó còn nguyên bản như thế này. Và ốc cũng còn nguyên bản được như thế này. Thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có va chạm từ phía trước này, cho nên nó mới còn được đẹp và nó mới còn được nguyên bản như thế này. Nếu đi đã bị đâm đụng hay va chạm thì bắt buộc phải tháo chiếc cabo ra để sửa. Mà tháo ra thì không bao giờ làm hết được cái vết cái ốc cabo này. Ốc cabo còn nguyên bản cho nên nó mới được đẹp như này. Từ cái ốc giảm xóc này. Đây là tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem về cái ốc giảm xóc này. Đến cái ốc tai, tất cả đây. Tôi quay chi tiết ốc tai rồi xương đầu của xe. Nếu như nó đâm đụng hay bị va chạm gì cả thì tất cả nó sẽ biến dạng, chúng ta có thể làm lại được nhưng mà cũng không thể xóa được hết dấu vết của đâm đụng hay va chạm gì đâu. Tất cả nó còn nguyên còn đẹp như này, đèn đóm bóng bẩy như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả đâu. Tất cả các ốc ở trong cái khoang máy này đều còn nguyên bản hết. Đây là cái ốc giảm xóc này, ốc giảm xóc còn nguyên bản này, ốc giảm xóc này, ốc chân máy, đây là cái ốc chân máy của chiếc xe. Tất cả còn nguyên bản và còn nguyên chấm sơn KCS của nhà sản xuất. Đây là cái cụm phanh ABS. Tất cả chúng tôi cam kết là chiếc xe này nó còn nguyên bản hết đây. Từ cái ốc mặt máy cho đến ốc cổ bô này. Tất cả tôi quay sát cho quý vị và bạn cùng xem đây, số máy của chiếc xe đây. Số máy rất là rõ. Chiếc xe này nó chúng tôi cũng đã dọn đi rồi cho nên nó rất là sạch sẽ, đẹp đẽ như mới luôn. Sau 9 năm sử dụng rồi mà chiếc xe này động cơ nó còn đẹp như thế này thì là quả thật ở trên thị trường cũng không còn nhiều xe đâu. Không có nhiều xe đẹp như thế này đâu. Camry thì rất là nhiều nhưng mà để kiếm được chiếc xe đẹp như thế này thì không phải là nhiều đâu. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry 2.4G 2011 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry 2.4G 2011 này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần làm việc cho anh em chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc, công việc làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi.
rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.